Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là quản lý của siêu thị Hàn Quốc Kora Shop 24 giờ. Như các bạn cũng thấy thì hiện nay tinh dầu thông đỏ đang là một sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Theo từ điển đông y của Hàn Quốc thì tinh dầu thông đỏ có thể điều trị cũng như hỗ trợ điều trị tới 170 vấn đề về sức khỏe. Và để bào chế ra một viên tinh dầu thông đỏ chỉ nhỏ thôi nhưng cũng phải trải qua rất nhiều các khâu sản xuất, được quản lý nghiêm ngặt về chất lượng cũng như là tốn rất nhiều thời gian. Vậy làm thế nào để bạn có thể mua được một sản phẩm chính hãng, và tiêu chí nào để bạn chọn được một cơ sở kinh doanh uy tín để các bạn có thể mua được, thì hôm nay Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn với các bạn các cái tiêu chí đó. Điều đầu tiên thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ những công dụng của sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon của Hàn Quốc. Vâng, khi chúng ta sử dụng tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon thường xuyên thì độ đặc biệt là đối với những ai mà thường xuyên sử dụng rượu bia hay là những ai làm việc ở trong môi trường hóa chất độc hại thì bạn thường xuyên phải sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon này. Tại vì sao? Khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ giúp chúng ta đào thải toàn bộ độc tố trong cơ thể ra khỏi môi trường bên ngoài. Nó giúp cho chúng ta tăng cường chức năng gan, bảo vệ lá gan của chúng ta và giảm các bệnh lý về gan. Nó còn điều trị được một số các bệnh lý về gan như là gan nhiễm mỡ, men gan cao. Khi chúng ta sử dụng tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon thường xuyên, nó sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn nên điều trị được các vấn đề như đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn tiền đình hay thiếu máu não. Và nó còn làm giảm các cơn đau viêm như là đau viêm dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh. Vâng, khi chúng ta sử dụng tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon thường xuyên, nó sẽ làm hòa tan cái lượng cholesterol trong cơ thể nên giảm được bệnh máu nhiễm mỡ và ngăn ngừa được chứng xơ vỡ động mạch vành và gây tai biến đột quỵ ạ. Chị em phụ nữ khi sử dụng tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon thường xuyên thì nó sẽ giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thọ của tế bào, nên là kéo dài tuổi xuân cho chị em phụ nữ, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt cũng như là sinh lý của nữ giới và tăng cường sức đề kháng cho chúng ta, giảm các cái độc tố, các tác động độc hại từ môi trường bên ngoài, nên là chúng ta sẽ không bị các bệnh cảm mạo thông thường. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon thường xuyên, nó còn hỗ trợ và ngăn ngừa chúng ta bị các bệnh lý về u hay ung thư. Đối với những ai mà đang điều trị ung thư thì nó sẽ làm chậm đi quá trình nhân bản của tế bào ung thư, làm giảm các bệnh lý về tim mạch, huyết áp và suy giảm trí nhớ. Vâng, đối với các tác dụng mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe về sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon thì hiện nay bạn có thể tìm thấy cũng như nhìn thấy sản phẩm này được kinh doanh tại rất nhiều nơi, không chỉ là ở trên sàn thương mại điện tử mà còn là ở các nơi kinh doanh cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và cả ở các trung tâm thương mại nữa. Vậy thì những tiêu chí nào để giúp bạn có thể chọn lựa một cơ sở kinh doanh sản phẩm Cheon Songwon chính hãng và chất lượng, Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn với các bạn ngay sau đây. Điều đầu tiên phải nói đấy là cơ sở mà bạn chọn mua phải có giấy phép đăng ký kinh doanh đầy đủ. Điều đấy chứng tỏ điều gì ạ? Đó là họ đang hoạt động và làm việc theo pháp luật của Việt Nam. Điều thứ hai đấy là trên sản phẩm thì đều có tem nhãn mác từ nhà sản xuất. Nó bao gồm tem niêm phong từ nhà sản xuất cũng như là các giấy chứng nhận được in ở trên mặt hộp bao bì. Và khi mà cơ sở kinh doanh bán cho bạn thì bạn cần phải có đầy đủ các cái chứng nhận đó ở trên mặt hộp. Như các bạn cũng thấy, đây là sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon. Đây cũng là một sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ và nó có hai chứng nhận ISO, gồm có ISO 9001 và ISO 14001. Và đây chính là một trong những sản phẩm được Bộ Nông nghiệp của Hàn Quốc chứng nhận. Khi bạn nhìn thấy tem chứng nhận KAB ở góc phía trên phía bên trái và hộp sản phẩm thì bạn sẽ nhìn thấy đều có tem niêm phong từ nhà sản xuất, còn đi ghi đầy đủ thông tin ở phía trên và phía dưới của sản phẩm. Điều thứ ba đấy là tại nơi mà bạn chọn mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon, họ phải có những chính sách cam kết rõ ràng về quyền lợi dành cho khách hàng của mình. Và điều cuối cùng là điều thứ tư ạ. Thì nơi mà bạn mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon, các chuyên viên tư vấn ở đó phải tư vấn được cho bạn nghe toàn bộ về sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon, không chỉ là về công dụng, cách dùng và những lưu ý, mà còn phải tư vấn được cho bạn nghe cả về sức khỏe, về dinh dưỡng và tập luyện như thế nào để cải thiện được sức khỏe của bạn cũng như người thân trong gia đình bạn. Để đặt mua sản phẩm cũng như là tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon, bạn hãy truy cập ngay vào website korashop24h.com hoặc gọi điện
điện ngay theo số hotline của chúng tôi là 0904 363 985. Ngọc Họa sẽ tư vấn cho các bạn nghe chi tiết cụ thể về sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Song Won, cũng như là các biện pháp, các chế độ dinh dưỡng như thế nào để phù hợp cho sức khỏe của bạn cũng như người thân trong gia đình bạn. Khi các bạn tới mua hàng tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn có những cam kết rõ ràng dành cho khách hàng của mình. Điều thứ nhất là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng kể từ khi đặt hàng. Điều thứ hai đấy là bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và bạn được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm của mình nhận được không đúng với những gì mà video Ngọc Hoa đã nói. Và điều thứ ba là tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn hiểu hết về cơ thể của mình, sức khỏe của mình và chế độ dinh dưỡng tập luyện hay là sản phẩm tinh dầu thông đỏ Cheon Song Won như thế nào. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an.